Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào anh Huy. Chào Ngọc Hương, hôm nay em đi trễ rồi đó nha. Anh biết không, em vừa mới đi siêu thị với mấy đứa em của em về đó. À, em có mua về một loại bông tên dễ thương cực kỳ luôn, bông thiên lý đó. Anh có món nào với bông thiên lý không, chỉ em đi. Rất sẵn sàng. Thường thì bông thiên lý người ta xào với thịt bò hoặc là xào với tỏi, nhưng mà hôm nay anh sẽ giới thiệu với Ngọc Hương, quý vị và các bạn một món xào cũng không kém phần hấp dẫn, đó chính là món bông thiên lý xào hải sản. Ủa, bông thiên lý xào hải sản hả anh? Em mới nghe lần đầu đó. Vậy thì nguyên liệu để làm món này gồm có những gì nè? Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì chúng ta cần có 100g tôm sú, 100g mực, khoảng 300g bông thiên lý, 50g hành tây, ớt, ngò rí. Ngoài ra chúng ta cần có tỏi xay, hành tím xay, bột năng, bột ngọt, hạt niêm, đường, muối, tiêu và nước tương Lisa. Các nguyên liệu anh đã chuẩn bị xong hết rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chế biến món bông thiên lý xào hải sản. Bông thiên lý chúng ta lặt bỏ bớt những phần cứng của con bông, sau đó rửa sạch để ráo nước. Hành tây chúng ta sẽ sắc sợi. Tôm lột vỏ, cắt bỏ chỉ lưng. Mực sau khi rửa sạch chúng ta sẽ cắt caro phía bên trong mực. Các bạn chú ý là khi cắt chúng ta sẽ để dao nghiêng, để khi cắt xong xào lên mực sẽ có hình rất là đẹp. Sau đó chúng ta sẽ cắt mực theo hình sợi. Anh Huy ơi, cho Ngọc Hương hỏi, bây giờ mình sẽ ướp tôm với mực với cái gì hả anh? Đúng rồi, sau khi sơ chế tôm mực xong chúng ta sẽ ướp tôm mực với một muỗng hành tím, một muỗng hạt niêm, nửa muỗng tiêu và một muỗng bột năng. Anh Huy ơi, hình như là mình ướp với lại bột năng á, là mình để cho hải sản giữ được độ ngọt đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta ướp hải sản với bột năng. Và khi xào thì xào lửa thật là to. Chính lớp bột năng này sẽ giữ lại độ ngọt của hải sản và làm cho hải sản được giòn, không bị dai. Hèn chi, hồi đó em xào hải sản chuyên gia là bị khô với dai, mà từ khi anh chỉ em cái cách này, chắc chắn là em sẽ xào ngon hơn đó. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu xào hải sản. Em bắt chảo lên giùm anh rồi nè. Cảm ơn em. Khi xào hải sản thì chúng ta sẽ xào lửa thật là to. Ngọc Hương mở lửa to giùm anh đi. Chúng ta sẽ phi thơm tỏi. Mùi tỏi thơm, ơi là thơm vậy đó. Khi tỏi đã ngã qua màu vàng, chúng ta sẽ cho hải sản vô để xào. Các bạn nhớ chú ý là xào hải sản lửa thật là to. Và chúng ta sẽ cho một ít rượu trắng vô để tạo thêm hương vị. Khi hải sản vừa chín tới và săn lại, chúng ta sẽ cho củ hành vô. Đảo đều nhâm tay và cho ra dĩa. Rồi, Ngọc Hương cho ra dĩa giùm anh. Sau khi xào xong hải sản, chúng ta tiếp tục xào bông thiên lý. Các bạn nhớ chú ý là để cho bông thiên lý được xanh, chúng ta sẽ nêm một ít muối, một chút xíu nước. Khi bông thiên lý vừa chín tới, chúng ta sẽ cho phần hải sản trở vô. Đảo nhanh tay và tắt lửa. Như vậy căn bản món bông thiên lý đã hoàn tất. Công nhận là nhìn anh Huy làm á, Ngọc Hương thấy chuyên nghiệp quá chừng luôn. Cái khâu múc ra để em nha. Để cho món bông thiên lý xào hải sản được thêm phần hấp dẫn, chúng ta có thể trang trí thêm một ít cà chua xung quanh.
chút xíu tiêu trên mặt và ớt sắc sợi. Bên cạnh đó chúng ta có thể trang trí thêm một chút xíu ngò rí trên đỉnh. Anh Huy thiệt là hay đó nha, xào bông thiên lý mà Ngọc Hương nhìn kìa, nó cũng xanh mướt à. Thì đây cũng chính là yêu cầu của thành phẩm mà em. Bông thiên lý phải vừa chín tới, còn xanh mướt, không quá cứng cũng không quá mềm. Hải sản thì vừa chín tới, tôm thì đỏ, mực thì trắng, bông thì xanh. Em nhìn thấy có hấp dẫn không? Chẳng những hấp dẫn mà còn đầy đủ màu sắc nữa. Tự nhiên anh nói vậy em muốn làm thơ ghê vậy đó. Tôm đỏ, mực trắng, bông xanh, nhìn vào là muốn ăn nhanh, ăn nhanh. Anh ơi cho em ăn thử một miếng nha. Rồi, anh sẵn sàng, mời Ngọc Hương ăn thử. Bông thiên lý á thì giòn, màu xanh thì nhìn hấp dẫn rồi. Để em ăn thử hải sản coi có đúng như lời anh nói hay không. Em làm anh hồi hộp quá. Mực đạt yêu cầu rồi, rất ngọt mà vẫn giữ được độ giòn nữa. Còn tôm thì sao? Tôm cũng rất là ngon đó nha. Cảm ơn Ngọc Hương. Chúc quý vị và các bạn thành công với món bông thiên lý xào hải sản. Vào bếp để thực hiện món bông thiên lý xào hải sản này nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai và đừng quên giờ phát sóng của chương trình 11:50 trên kênh HTV7 với món xương xào chua ngọt. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt.